Thưa quý vị, ngày hôm qua, tòa án bang Oklahoma của Mỹ đã có phiên xét xử đối với hãng dược phẩm Johnson & Johnson với cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện thuộc nhóm opioid thời gian qua. Đây là phiên xét xử cấp bang đầu tiên tại Mỹ liên quan đến vấn đề này. Johnson & Johnson là hãng dược phẩm duy nhất trở thành bị đơn trong một phiên xét xử do thẩm phán quyết định, chứ không phải bồi thẩm đoàn. Kết quả phiên tòa có thể được định hình các cuộc thương lượng về làm thế nào để thụ lý gần 1.500 đơn kiện ở tất cả các cấp liên quan đến thuốc giảm đau opioid. Tất cả đều chung mục đích buộc công ty dược phẩm này phải có trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng hiện nay. Trước đó, thì các hãng dược phẩm là Brady và Teva đã chấp nhận dàn xếp với bang Oklahoma với số tiền lần lượt là 270 triệu đô la Mỹ và 85 triệu đô la Mỹ. Tổng trưởng lý bang Oklahoma khẳng định, thuốc giảm đau cực mạnh thuộc nhóm opioid đã dẫn tới cuộc khủng hoảng kỳ y tế cộng đồng do con người gây ra tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, với gần 50.000 ca tử vong do dùng thuốc giảm đau quá liều vào năm 2017. Và cho đến nay, các hãng dược phẩm vẫn bác bỏ cáo buộc này.